chúng ta sẽ chủ yếu là làm các bài tập thôi. Slide mà bạn nhận được là slide đầy đủ về các dược liệu chứa alkaloid. Còn slide cô đang chiếu hay là cô sẽ dạy thì nó chỉ là các câu hỏi bài tập để bạn hiểu hơn về alkaloid thôi ha, về các dược liệu chứa alkaloid thôi chứ không phải tất cả. Bạn sẽ học slide mà bạn nhận được, tức là các dược liệu chứa alkaloid đó. Còn hôm nay chúng ta chỉ nói tới một số dược liệu tiêu biểu, nó có quy trình chiết xuất phức tạp, mình sẽ cùng nhau phân tích quy trình đó thôi ha. Hôm nay chủ yếu chúng ta cùng nhau làm các bài tập ha. Cô sẽ đưa các câu hỏi lên rồi mình suy nghĩ và mình trả lời trên phần học thoại đó, và mình cùng nhau mình trả lời ha. Những cái nào mà cô không giảng là bạn có thể tự đọc được ha. Chỉ giảng những cái quy trình khó và phức tạp thôi. Ví dụ như mình có một số câu hỏi, cô có hai câu hỏi đầu tiên, bạn nào có câu trả lời thì mình cũng có thể trả lời. Đây là những cũng là các câu hỏi ôn tập luôn nha. Này thì mình cùng nhau làm ở đây thôi.
Câu đầu tiên chúng ta có tính chất của nicotine. Đây là công thức của nicotine. Thứ nhất, nicotine tồn tại thể lỏng và nhiệt độ thường. Đúng rồi, trong công thức của nicotine không có oxy, cho nên nó tồn tại ở trạng thái lỏng ở nhiệt độ thường. Và chính vì vậy nó có khả năng bay hơi và chúng ta có thể điều chế nó bằng phương pháp tách kẽ theo hơi nước được. Nicotine cũng là một alkaloid có độ tan đặc biệt, tức là nicotine dạng 3 giờ có khả năng tan trong nước. Chúng ta có học một số trường hợp đặc biệt, ví dụ như nicotine dạng 3 giờ, ví dụ như caffeine dạng 3 giờ có khả năng tan trong nước. Cà phê, nicotine là alkaloid có tính kiềm mạnh, đúng rồi, nhưng mà yếu hơn Na2CO3 là không đúng ha. Nicotine sẽ có tính kiềm mạnh và mạnh hơn cả NH3 và Na2CO3. Cho nên mình có câu số 2 sẽ là câu sai, còn lại 4 cái ý này đều, còn 3 ý còn lại đều là đúng ha. Rồi, dược liệu như chứa nicotine thì mình có thuốc lá và thuốc lào ha. Chỗ này bạn sẽ đi điền tên khoa học của thuốc lá và thuốc lào. Mình tự điền ha. Trong slide dược liệu mình có, mình tự điền. Rồi, và nếu bạn được hỏi là hàm lượng nicotine trong thuốc lá hay thuốc lào khi nào cao hơn, thì bạn sẽ trả lời là hút thuốc lá hay thuốc lào thì thuốc nào sẽ phê hơn? Đúng rồi, thuốc lào. Cho nên hàm lượng nicotine trong thuốc lào cao hơn, cũng chính vì vậy nó độc hơn, được không? Rồi bạn điền vô ha. Nhóm mình chia nhau mình ghi ra gì đó cuối giờ để nộp bài. Cuối giờ là lập bài theo nhóm hả cô? Thôi, lớp mình hôm nay thì không có nộp. Đáng lẽ là mình nộp bài theo nhóm, quên. Các lớp khác thì nộp bài theo nhóm, nhưng mà tại đầu giờ mình có bài kiểm tra rồi, cho nên thôi mình bỏ phần này. Với phần này mình tự ghi chép lại để mình học thôi. Và mình tiếp tục có câu số 3 và câu số 4.
Câu số 3 này, bạn sẽ dựa vô đâu để mình sắp xếp? Lần trước mình có học bảng BKA, BK càng cao thì tính kiềm càng mạnh. Bạn sẽ lật cái bảng BKA ra và bạn sắp xếp cho cô ha. Cái này thì vô thi mình sẽ, nếu mà hỏi sắp xếp tính kiềm thì sẽ có bảng BKA và bạn chỉ cần nhìn bảng BKA là bạn sắp xếp ha. Không, câu 3 này không có vấn đề gì cả ha. Đúng rồi, bạn sắp xếp đúng rồi. Câu số 4 là các ăn calo kém bền trong nước, thì đây là các ăn calo kém bền trong nước ha. Bởi vì nó có liên kết este, ta có atropine, ta có scopolamine, ta có aconitin. Đây là các ăn calo trong nó có liên kết este. Chính vì có liên kết este cho nên nó kém bền trong nước, nó sẽ bị thủy phân. Trong nước nếu có thêm axit mạnh, kiềm mạnh và nhiệt độ thì sẽ bị thủy phân lên cái este, cắt đứt và phá vỡ cấu trúc của alkaloid. Đây là một số kiến thức về, nhắc lại về tính chất thôi. Chúng ta sẽ đi vào phần dược liệu. Phần dược liệu đầu tiên là ma hoạt. Bạn sẽ lật slide tới phần dược liệu ma hoạt và mình cùng trả lời các câu hỏi gợi ý như trên, các câu hỏi, 4 câu hỏi ở trên ha.
Rồi những điều mai hoài cũng dễ phải không? À, câu nào bạn làm được thì để bạn làm nha. Anh văn hóa học, evergreen đúng rồi. Bộ phận dùng, bạn ý sẽ thấy mai hoàng bộ phận dùng là phần trên mặt đất, nhưng mà cái thân mai hoàng nó có từng đốt giống như cái tre vậy á, cái nướng vậy á. Bạn thấy nó có từng đốt và người ta thường sẽ chặt bỏ những cái mắt, cái phần mắt của các cái đốt đó ra. Sau đó thì người ta lấy cái thân đó và dùng dùng phần trên mặt đất thôi. Còn nếu bạn nào đọc bạn sẽ thấy là phần rễ nó lại có tác dụng ngược lại so với phần thân ha. Ephedrine là có tác dụng kích thích giao cảm, cho nên nó sẽ giúp co mạch. Chính vì vậy nó được dùng để trị sổ mũi, nghẹt mũi, hay mình dùng đồng phân của nó để tốt hơn, đó là seroephedrine. Nó sẽ giúp co mạch và làm cho chúng ta dễ thở hơn trong trường hợp bị sổ mũi, nghẹt mũi. Tuy nhiên những bệnh nhân bị các bệnh về mạch máu, ví dụ như là bị huyết áp, bị về tim mạch cũng không được dùng, và khuyến cáo là cũng không được dùng quá ngày ngày không. Rồi sắp xếp các loại mai hoàng. Mai hoàng chúng ta có thảo mai hoàng là loài có hàm lượng cao nhất cũng như là loài quan trọng nhất, phải không? Thảo mai hoàng, trung gian mai hoàng, bọc tạc mai hoàng. Và bạn sẽ sắp xếp theo thứ tự hàm lượng ephedrine cao nhất ở trong các loại mai hoàng này. Và bạn sẽ thấy thường á, mai hoàng người ta sẽ hay thu hoạch vào mùa thu, bởi vì lúc này thì hàm lượng hoạt chất ở trong nó là cao nhất. Ephedrine chúng ta đã học là ephedrine có tính chất là thăng hoa, cho nên chúng ta có thể điều chế nó bằng phương pháp thăng hoa. Nhưng bên cạnh đó, khi thêm axit vào thì chúng ta tạo thành muối, và lúc này người ta có thể điều chế ephedrine bằng phương pháp đó là phương pháp kết kẽm trong hơi nước ha. Chủ yếu chúng ta nhắc tới đó là phương pháp thăng hoa hoặc là kết kẽm trong hơi nước cũng có thể thu được. Thuốc thử chung âm tính với alkaloid trong mai hoàng, nếu bạn nào để ý thấy thành phần hóa học là ephedrine thôi, không phải là adrenaline, chỉ là ephedrine nó có công thức tương tự như adrenaline. Cho nên khi vào trong cơ thể mình hiểu ephedrine là adrenaline. Adrenaline là chất dẫn truyền thần kinh thực vật ha. Vậy thành phần là ephedrine thôi ha. Thuốc thử cái này chủ yếu là mình vẫn nhập, chủ yếu là nhập ha. Bữa học thì sau mình sẽ học thực hành, mình sẽ nhận diện ma hoàng ha. Thuốc thử chung âm tính với alkaloid trong ma hoàng, nếu bạn nào nhớ tới bữa trước cô có từng nói tới chỗ này rồi. Các bạn nào trả lời được câu thứ tư này chưa? Cô nói nhanh bởi vì trong slide mình có, bạn lật tới slide thì bạn sẽ ghi được thứ tự ma hoàng theo hàm lượng, chứ cô không có hề đọc theo thứ tự nha. Cô chỉ đọc có ba loại ma hoàng là thảo ma hoàng, mộc tạc ma hoàng và trung gian ma hoàng.
thì sắp xếp theo hàm lượng thì bạn phải coi cái này có đáp án trong slide rồi, lật slide là được chép. Cô không có giải câu đáp câu hỏi nha. À, những cái gì mà cô cảm thấy khó thì cô sẽ giải sơ thôi, chứ nó không phải là hoàn toàn đáp án của câu hỏi đó. Bạn phải tra slide và trả lời hoàn chỉnh nha. Là Van Meer. Bữa mình học trong phần định tính tính chất á, thì cô có nói tới là Van Meer nó sẽ âm tính với các phức tử có tính kiềm yếu và nitơ nằm ngoài vòng, và nó chính là ephedrine ha. Cho nên đáp án của công thức tư đúng rồi, đó là Van Meer. Rồi, bạn hoàn thành 4 câu hỏi này một cách hoàn thiện nha, đầy đủ. Lật slide dược liệu chứa ma hoàng ra và mình trả lời. Chúng ta quay được kiểu tiếp theo là tỏi độc. Bạn là slide tới phần tỏi độc. Sau đó mình cùng trả lời các câu hỏi này cũng coi như là các ý chính bạn mẹ nắm trong bài, trong phần tỏi độc.
Rồi chúng ta nói tới tọa độc ha. À, bộ phận dùng. Ok, tọa độc này thì không có ở Việt Nam. Việt Nam chúng ta có cây ngót quẹo, mất quẹo, mọc quẹo, nghe tên là thấy mệt rồi ha. À, có hoa, có màu đỏ đỏ ha. À, bạn có thể nhìn hình. Thì bộ phận dùng của tỏi độc là hạt ha. À, còn trong giò thì nó không có ungicin mà nó có một hoạt chất khác, đó là demicuncin, cũng tương tự như là ungicin. Tuy nhiên ungicin rất là độc, nghe cái tên tỏi độc là mình biết rồi, nó cực kỳ độc. À, biểu hiện ban đầu của ngộ độc ungicin đó là các biểu chứng liên quan tới tiêu hóa, ví dụ như tiêu chảy, đau bụng, đó là triệu chứng đầu tiên. Và khi phát xuất hiện triệu chứng này chúng ta phải ngưng thuốc. À, sau nếu dùng dài ngày hoặc là có những bệnh nhân dùng ungicin với đường tiêm thì như vậy không có biểu hiện ở đường tiêu hóa thì những bệnh nhân này sẽ mắc các bệnh liên quan tới tủy xương, bởi vì cái này nó gây độc lên tủy xương, có thể bị các bệnh liên quan tới thiếu máu ha. Các bệnh về tủy xương do ungicin rất là độc. Chính vì vậy ungicin chỉ sử dụng trong những trường hợp bệnh nhân bị gút cấp tính thôi, bởi vì gút lại rất là đáp ứng với ungicin. Bởi vì ungicin nó sẽ ức chế không cho các hoạt cầu di chuyển tới chỗ viêm, và như vậy sẽ làm giảm triệu chứng của gút. Nó đặc hiệu hơn so với lại các thuốc kháng viêm khác. Tuy nhiên nó quá độc, cho nên ngày nay thì các thuốc kháng viêm nó sẽ trở nên là cái lựa chọn đầu tay cho việc điều trị các cơn gút cấp. Tuy nhiên ungicin vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn nó được, bởi vì nó vẫn có những hiệu quả đặc biệt của nó ha. Và mình coi công thức của ungicin, bạn sẽ thấy sự khác nhau giữa ungicin và đây. Chúng ta có công thức của ungicin và demicuncin. Bạn nhìn nha, đây là công thức của ungicin. Nếu như R1 là AC, tức là acetin, tức là CH3 C nối đôi O. Nếu R1 là CH3 C nối đôi O thì chỗ này sẽ là liên kết, chỗ này sẽ là liên kết amid, đúng không? Liên kết amid hay nói cách khác là nối đôi oxy sẽ rút điện tử của nitơ và làm cho nitơ này không còn tính kiềm, cho nên ungicin không còn tính kiềm. Chính vì nó không có tính kiềm cho nên nó sẽ không cộng với axit và tạo muối được ha. Và nó sẽ tồn tại ở dạng 3 giờ, nó luôn tồn tại ở dạng 3 giờ. Chính vì vậy nó luôn kém phân cực, cho nên dung môi phù hợp cho việc chiết xuất nó là dung môi kém phân cực, ví dụ như chloroform. Nha. Ngược lại đối với demicuncin, bạn sẽ thấy demicuncin công thức của R1, R1 lúc này là CH3, R1 lúc này là CH3. Nếu nó là CH3 vậy thì nó không còn nối đôi oxy nữa, chính vì vậy nó không bị hút điện tử nữa. Chính vì vậy demicuncin nó vẫn có tính kiềm, và tính kiềm của nó là tính kiềm của nitơ bậc 2, nó có tính kiềm yếu ha. Vậy là demicuncin có tính kiềm, còn ungicin không có tính kiềm. Chính vì vậy demicuncin có thể cộng với axit và tạo thành muối được. Nghe bạn coi quy trình chiết xuất mà. Cô chiết dược liệu với cồn ha. Trong cái cồn này đó, cô loại tạp bằng ethen rồi vân vân, thì bạn sẽ thấy loại ethen là do cô loại dầu béo thôi, không có gì hết ha. Thì cái dịch cồn mà cô thu được hay cái cao cồn mà cô thu được trong này sẽ vừa có ungicin và vừa có demicuncin. Để làm sao cô tách ra được, cô sẽ cho axit vô. Bạn biết mục đích cho axit vô là để làm gì? Là để tạo muối. Nhưng mà cái nào sẽ tạo muối? Không, ungicin không có tạo muối được. Mà cái tạo muối này nó sẽ là, đúng rồi, muối mới, đúng rồi. Nó sẽ tạo muối mới, nhưng mà cái tạo muối mới là demicuncin. Demicuncin sẽ tạo muối và tan trong nước. Còn ungicin thì không tạo muối, cho nên nó vẫn kém phân cực và nó không tan trong nước. Và chúng ta chỉ việc cho dung môi kém phân cực vào chiết nó, đó chính là
Chloroform. Ở quy trình thì bạn rất khó, bạn không cần nhất thiết học thuộc hết cái quy trình này, nhưng mà nếu câu này được hỏi thì Cường sẽ hay hỏi là ví dụ như thứ nhất khi chiết bằng cồn cô sẽ thu được cả colchicin và bemycocin. Thứ hai, vai trò của HCl hay là BH acid để làm gì? Để chuyển thành muối. Chuyển cái gì thành muối? Chuyển bemycocin thành muối. Và lúc cô chiết với chloroform thì trong dịch chloroform này có chứa gì? Trong dịch chloroform sẽ có chứa colchicin. Bạn thấy câu hỏi của cô đó phải không? Colchicin có tính kiềm không? Bạn sẽ trả lời là không. Cho chính vì vậy nó luôn tồn tại ở dạng 3 giờ. Chính vì vậy dung môi chiết cho nó sẽ là dung môi chiết cho nó sẽ là chloroform, đúng không? Để bemycocin thì có tính kiềm cho nên nó sẽ tạo muối được. Chính vì vậy khi cô axit hóa cắn, câu hỏi của cô có thể chuyển thành dưới dạng chữ mà cách cô ghi là khi axit hóa cắn, lúc này cắn sẽ gồm colchicin và bemycocin, sau đó chiết với chloroform thì trong dịch chloroform sẽ có chứa trong dịch chloroform sẽ có chứa colchicin, đúng rồi, đáp án là colchicin. Còn phản biện tính mình có trong môi trường axit, sau đó bạn sẽ cộng sắc ba vào cho màu xanh thì là OH. Bình vôi, bình vôi này thì cô chỉ nhắc lại thôi vì bữa cô nói rồi. Rotundin còn có tên gọi quốc tế là hindarin và nó chính là dạng L-tetrahydrobalmatin. Chúng ta không thể tổng hợp từ balmatin thành rotundin được vì nó sẽ xuất hiện dạng D-tetrahydrobalmatin gây độc chết người, cho nên chúng ta chỉ có thể chiết từ cụ bình vôi ra rotundin. Nếu nhà chỗ này là L-tetrahydrobalmatin, câu hỏi của mình có thể hay hỏi chỗ này. Mình vô dược liệu tiếp theo đó là vàng đắng và thuốc phiện. Dạ. Và đây cô có các câu hỏi về vàng đắng, chủ yếu là về quy trình chiết xuất của vàng đắng, quy trình chiết xuất bakelin từ vàng đắng. Mình có thể đọc quy trình này và mình thử trả lời 7 câu hỏi ở dưới đây. Ở vô thi thì mình cũng sẽ gặp các câu hỏi tương tự như vậy mà chuyển thành câu trắc nghiệm thôi.
À, chúng ta nói phần mạch benzene ha, tức là nó sẽ dịch được vàng đắng. Còn các dữ liệu còn lại thì bạn nên tranh thủ mình đọc thêm, bởi vì các dữ liệu còn lại thì chủ yếu chỉ là dữ liệu gì, đúng không? Trong đó có alkaloid tên là gì và có công dụng gì, tác dụng gì thì trong bữa đầu tiên mình đã làm rồi, nó bạn sẽ tự đọc. Còn cái dữ liệu nào có quy trình chiết xuất phức tạp thì mình cũng cùng phân tích. Và được về gì? Dược liệu chứa bạch benzin sẽ là vàng đắng, vàng liên, hoàng bá, hoàng cầm, nó đều có bạch benzin ha. Và phương pháp chiết xuất bạch benzin là gì thì bạn sẽ phải nhìn sơ đồ. Cô đã dạy bạn là có bốn phương pháp để chiết xuất alkaloid, trong đó có hai phương pháp chung và hai phương pháp liên. Hai phương pháp chung đó là chiết alkaloid dạng muối bằng nước axit. Phương pháp thứ hai là chiết alkaloid dạng base bằng dung môi hữu cơ trong môi trường kiềm. Hai phương pháp đặc biệt đó là phương pháp chiết bằng nước axit và phương pháp hai phương pháp đặc biệt đó là phương pháp thăng hoa và phương pháp tách kéo theo hơi nước. Cái này hai phương pháp đặc biệt sẽ chỉ áp dụng đối với những alkaloid có các tính chất đặc biệt thôi. Vậy thì bạn sẽ nhìn sơ đồ này, chúng ta có thể biết được phương pháp mà chúng ta sẽ chiết xuất đó là phương pháp mà chúng ta sẽ sử dụng để chiết xuất bạch benzin đó là đây chính là phương pháp chiết alkaloid bằng bằng nước axit, chiết alkaloid dạng muối bằng nước axit. Và bạn có nhận ra một điều đặc biệt là chiết alkaloid dạng muối bằng nước axit, thường thì nước axit sẽ là axit sulfuric 2-5%, nhưng ở đây chúng ta lại dùng axit sulfuric loãng khoảng từ 0.2-0.5 mà thôi. Thì chỗ này bạn sẽ ghi dung môi chiết sẽ là axit sulfuric khoảng từ 0.2-0.5%, tức là axit sulfuric loãng. Bởi vì sao chúng ta lại dùng axit sulfuric loãng? Lý do nằm ở độ tan. Nếu cô sử dụng axit sulfuric đậm đặc, bạn sẽ thấy một phân tử bạch benzin sẽ liên kết với một phân tử axit sulfuric và cho mình ra BHF4 có độ tan là 10/1000. Nếu chúng ta sử dụng axit sulfuric đậm đặc 2-5%. Còn nếu cô dùng axit sulfuric loãng thì hai phân tử bạch benzin sẽ liên kết một trăm. Còn nếu cô dùng axit sulfuric loãng thì hai phân tử bạch benzin sẽ liên kết một phân tử axit và cho mình ra muối B2SO4 có độ tan là 33/1000. Dĩ nhiên cô cũng phải lựa chọn 33/1000 để hiệu suất chiết được cao hơn. Chính vì vậy cô sẽ sử dụng axit sulfuric loãng để dạng muối thu được của cô là gì bạn?
dạng muối thu được là B2SO4 có độ tan là 33 phần vàng. Để câu hỏi làm sao để cô biết là cô thu được dạng muối này? Làm sao để biết? Bạn đã trả lời là làm sao để chúng ta biết được là cô sẽ thu dạng muối này? Không? Bốn. Vậy tức là cô phải kiểm soát cái nồng độ axit đặc hay loãng. Vậy làm sao cô biết được nồng độ axit đặc hay loãng bạn? Cô có một dụng cụ đó là giấy pH, đúng không? Trên giấy pH sẽ giấy pH sẽ giúp bạn kiểm tra được nồng độ axit. Thường ở đây nồng độ axit chỉ khoảng từ 5 thôi, khoảng cỡ 5 hoặc 5.5 là khoảng nồng độ axit cho axit sulfuric 0,2 tới 0,5%. Còn nếu mà bạn đo trên giấy pH mà pH nó nằm khoảng 2, 3 thì đó đang là axit sulfuric độc đặc, và lúc này mà dạng muối tạo thành sẽ là BHSO4. Cho nên làm sao để chúng ta có thể biết được dạng muối đó, tức là chúng ta phải dùng giấy giấy quỳ hay là giấy pH để thử pH. Nếu axit đậm đặc quá thì chúng ta phải pha loãng ra. Tiếp tục, sau khi thu được muối B2SO4, cô sẽ kiềm hóa bằng CaOH 2 lần để thu được dạng 3 giờ. Vậy câu hỏi là ở đây cô dùng CaOH 2 lần, lý do vì sao dùng CaOH 2 lần? Cô dùng NaOH được hay không? Thì CaOH 2 lần hoặc NaOH đều là kiềm mạnh. Vì sao chúng ta phải sử dụng kiềm mạnh? Bởi vì Beri là alkalic có tính kiềm mạnh, cho nên chúng ta phải dùng kiềm mạnh để kiềm hóa nó. Tiếp tục, nhưng mà cô không dùng NaOH mà cô dùng CaOH 2 lần được hay không? Thì bạn sẽ hiểu là không được, chỗ này bắt buộc phải là CaOH 2 lần. Và để ý nha, nếu CaOH 2 lần phản ứng với B2SO4, sản phẩm sinh ra sẽ là B cộng OH trừ, đúng không? Và gì nữa? CaSO4. Nếu cô dùng NaOH thì chỗ này sẽ là Na2SO4. Vậy điểm gì khác biệt giữa CaSO4 và Na2SO4? Điểm khác biệt giữa CaSO4, đúng rồi, CaSO4 thì đổ xuống, còn Na2SO4 thì tan. Vậy là nếu cô dùng CaOH 2 lần là cô đã loại được gốc SO4 2 trừ ở đây rồi. Còn nếu cô dùng NaOH thì cô không có loại được ha. Và khi cô loại bớt gốc SO4 2 trừ thì hiệu suất của cô thu được nó sẽ cao hơn ha. Cho nên cô dùng CaOH 2 lần. Sau khi chuyển thành dạng 3 giờ thì mình đã học ở chỗ tính tan. Alkalic có nitơ bậc 4 thì dạng 3 giờ sẽ ngược lại, nó sẽ ngược lại với bình thường. Thì alkalic có nitơ bậc 4 dạng 3 giờ sẽ tan trong nước. Còn ngược lại dạng muối, ví dụ như muối benzoic chẳng hạn, muối benzoic nó lại tổ số ha. Chính vì vậy cộng với bạn sẽ tiến hành cộng với HCl để chuyển thành muối chloride và tổ số ha. Nhưng mà khi bên cạnh việc sử dụng HCl thì cô sẽ dùng NaCl, dùng kèm thêm NaCl. Vậy vai trò của NaCl là gì? Hoặc là câu sản phẩm bạch berin thu được dưới dạng gì thì dễ rồi ha. Sản phẩm bạch berin thu được dưới dạng muối đó là bạch berin chloride hay là B cộng CL trừ. Bạn sẽ thấy đó là dạng muối kém tan, đây là trường hợp độ tan đặc biệt, muối nhưng mà lại kém tan đối với alkalic có nitơ bậc 4. Tiếp tục, vai trò của NaCl, bạn sẽ thấy NaCl là muối, và thường vì sao chúng ta thêm muối vô phản ứng tạo tổ? Mục đích đó là để tổ nhiều hơn. Muối tan rất tốt trong nước, chính vì vậy nó sẽ cạnh tranh độ tan trong nước của bạch berin và làm cho bạch berin tổ xuống nhiều hơn.
hay nói cách khác vai trò của NaCl chỉ là ở cạnh trang độ tan không? Phản ứng điện tính mệnh Berry là phản ứng với da ven và da màu đỏ thôi ha. Da ven là thuốc tẩy của mình á, hay chính là công thức hóa học là NaClO. Dễ ha, hôm trước mình học hơi vất vả, còn hôm nay chúng ta ứng dụng lại sẽ rất là đơn giản thôi. Để chúng ta xong dịch liệu và đắng ha, chúng ta sang thuốc phiện. Cô có, bạn sẽ đọc từng từ thuốc phiện. Cô có thuốc phiện dễ thôi. Cô có 5 câu hỏi trong phần thuốc phiện. Bạn sẽ vừa nghỉ giải lao và mình vừa làm ha. Mời bạn chụp đặt 5 câu hỏi này. Bạn sẽ vừa làm và nghỉ giải lao tới chụp. Nghĩ dễ sao ha. Mình sẽ vừa làm đọc phần thuốc phiện là 5 câu hỏi này. Chúng ta sẽ nghỉ dễ lao khoảng nửa tiếng. Đến chừng khoảng 3:45.